chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với bản tin FPNC tối nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với những thông tin tiếp theo. Tổng cục Hải quan vừa công bố lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong 8 tháng đầu năm nay. Đáng chú ý, lượng nhập khẩu ô tô dưới 9 chỗ trở lại đã tăng kỷ lục trong giai đoạn này. Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu 27.800 xe ô tô dưới 9 chỗ, mức cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Còn tính chung lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại, trong tháng 8/2015, Việt Nam đã nhập khẩu 10.790 chiếc với giá trị đạt 201 triệu đô la Mỹ. Các con số này tăng 13,8% về số lượng nhưng giảm 4,2% về giá trị do đơn giá nhập khẩu bình quân giảm tới 15,9% so với tháng 7. Thưa quý vị, tăng cường kiểm soát, giám sát chặt chẽ các lô hàng than xuất khẩu là nội dung công văn mà Tổng cục Hải quan vừa gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện nhằm tránh tình trạng buôn lậu, làm thất thoát tài nguyên, thất thu thuế. Trong đó, đặc biệt lưu ý kiểm tra kỹ giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành và hóa đơn chứng từ đối với các lô hàng xuất khẩu, tài nguyên than phân phối trên diện rộng, địa hình phức tạp, trong khi đó lợi nhuận bất chính từ than rất lớn. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng vận chuyển, kinh doanh trái phép đã, đang và có nguy cơ tái diễn trong thời gian tới. Do đó, quy định này nhằm tránh hiện tượng lợi dụng hoạt động thương mại để thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép than qua biên giới, từ đó làm thất thoát tài nguyên, thất thu thuế. Thông tin này được công bố sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị số 21 yêu cầu các bộ ngành địa phương, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh than trong cuối tháng 8 vừa qua. Theo thông tin từ Cục Quản lý Cạnh tranh, Cục Ngoại thương gọi tắt là DFT thuộc Bộ Thương mại Thái Lan vừa quyết định khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tôn lạnh mạ hoặc phủ màu nhập khẩu từ Việt Nam. DFT cho biết đã nhận được đơn yêu cầu điều tra của nguyên đơn là công ty NSW BlueScope với biên độ phá giá bị cáo buộc là 89,58%. Sau khi xem xét đơn kiện, DFT xem xét sơ bộ thấy có dấu hiệu hàng hóa bị bán phá giá và gây thiệt hại cho ngành sản xuất nội địa đối với sản phẩm nói trên nên quyết định khởi xướng điều tra. Đây là vụ kiện chống bán phá giá thứ 3 của Thái Lan đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Trước đây là sản phẩm thép cuộn nguội năm 2012 và tôn lạnh năm 2015. Trước đó, tôn phủ màu của Việt Nam cũng đã bị Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia khởi xướng điều tra chống bán phá giá với biên độ phá giá bị cáo buộc là 13,68%. Thưa quý vị, Hiệp hội Cao su Việt Nam VRA vừa cho biết đã đăng ký thành công nhãn hiệu chứng nhận cao su Việt Nam. Đây là một trong những bước khởi đầu của Hiệp hội nhằm xây dựng thương hiệu cho ngành cao su Việt Nam trong thời gian tới. Theo VRA, Cục Sở hữu Trí tuệ đã nâng cấp quyền chủ sở hữu hợp pháp cho Hiệp hội với nhãn hiệu trên trong thời hạn 10 năm tính từ ngày nộp đơn. Nhãn hiệu chứng nhận cao su Việt Nam được sử dụng trên các sản phẩm cao su Việt Nam được doanh nghiệp cam kết đạt quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng và về các lĩnh vực khác liên quan đang áp dụng trong ngành cao su Việt Nam. Các doanh nghiệp muốn sử dụng nhãn hiệu này sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu theo thỏa thuận giữa Hiệp hội và doanh nghiệp. VRA nhận định, nhãn hiệu cao su Việt Nam như một chỉ dấu góp phần nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và từng bước tạo dựng thương hiệu cao su Việt Nam với khách hàng quốc tế. Trong số các ngành được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và đang đàm phán ký kết, dệt may được kỳ vọng nhiều nhất. Ngành cũng đang chứng kiến làn sóng đầu tư ồ ạt nhằm đón đầu cơ hội của các FTA, chủ yếu đến từ các doanh nghiệp FDI. Theo Hiệp hội Dệt may, trong lúc năng lực của các doanh nghiệp trong nước còn đang hạn chế thì đầu tư từ khối FDI là tín hiệu tích cực cho ngành. Thế nhưng cũng cần hướng dòng đầu tư này vào sản xuất nguyên phụ liệu, hạn chế đầu tư vào may mặc để tạo cơ hội cho ngành doanh nghiệp trong nước. Cuộc trao đổi ngay sau đây của chúng tôi với ông Phạm Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may xung quanh những vấn đề đầu tư vào nguyên phụ liệu cho ngành dệt may sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về sự cần thiết này. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, hiện nay thì đầu tư vào nguyên phụ liệu ngành dệt may thì chúng tôi thấy là chủ yếu đến từ những doanh nghiệp FDI. Vậy thì theo ông thì việc đầu tư của các doanh nghiệp FDI vào nguyên phụ liệu cho ngành dệt may thì có mang lại những cơ hội gì, những cái thuận lợi gì cho các doanh nghiệp dệt may trong nước hay không, hay chỉ chính những cái doanh nghiệp FDI sẽ là người hưởng lợi? Tôi nghĩ đây cũng là một hiện tượng theo quy luật. Chỗ nào có lợi thế, chỗ nào có cơ hội thì các cái nhà đầu tư người ta sẽ tập trung vào. Cũng có ý kiến là lo, sợ là ta vào ta chi phối, ta chia sẻ hết những cái thuận lợi của mình. Nhưng mà theo bản thân tôi đó, lâu nay tôi cũng đã từng có cái quan điểm rất rõ đó, là trước mắt là chúng ta ủng hộ cái đó vì chúng ta chưa làm được thì cần có người làm cái đó. Và khi người ta làm cái đó thì chắc chắn người ta cũng sẽ chia sẻ cái lợi ích, chứ không thể nào ta mang cái lợi ích không cho
cho bản thân của cái ngành dệt may Việt Nam được, thì hơn là chúng ta không khai thác được cái lợi ích nào. Nhưng mà tôi cũng đã có quan điểm là hạn chế cái đầu tư về may mặc, đừng có cái chính sách ưu đãi dễ dãi cho cái may mặc, vì thật sự cái may mặc là các cái doanh nghiệp Việt Nam trong tầm tay của mình về vốn này, về kỹ thuật, về công nghệ, thì cái đó rất là tốt đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Thưa ông, tuy nhiên trên thực tế thì trong cái ngành may thì chúng tôi thấy là các doanh nghiệp FDI thì tuy là số lượng hạn chế nhưng mà chiếm tới gần 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành. Vậy thì có vẻ như là cái đề xuất của như ông nói ở trên thì chưa được quan tâm lắm đúng không ạ? Tôi nghĩ thế này nè, đúng là cái dệt, cái may mặc á, lâu nay các cái doanh nghiệp mà may mặc của Việt Nam á, cũng đã nhiều ý kiến. Tức là các doanh nghiệp về may mặc xuất khẩu á, là khả năng trong tầm tay của các doanh nghiệp Việt Nam. Cho nên chính sách phải lưu ý, không nên có những cái chế độ ưu đãi quá đặc biệt đối với các doanh nghiệp FDI nước ngoài. Vì cái đó chúng ta khả năng làm, còn chúng ta ưu đãi là những ưu đãi cái gì chúng ta còn khó, không đủ sức và chúng ta cần học tập kinh nghiệm của người ta nữa, thì cái đó rất cần. Nhưng mà hình như tôi có cảm nhận rằng những quan điểm đó, những ý tưởng đó chưa được thông suốt từ trên xuống, cho nên nó ảnh hưởng nhất định đến cái phát triển của ngành dệt may xuất khẩu Việt Nam hiện nay, và có lẽ chúng ta phải cải thiện, chứ nếu không á, thì chúng ta cứ giữ cái tình trạng cũ thì không tốt lắm. Dạ vâng, có nghĩa rằng là cái lợi ích thực sự mà cái FTA mang lại, đem lại cho cái Việt Nam mình á, thì nó hơi thấp. Cái lợi là 10, người ta 6-7, còn mình chỉ có 2-3 thì uổng lắm. Hiện nay thì theo quan sát của ông thì chúng ta có một cái đề án hay là một cái quy hoạch tập trung nào cho các cái khu công nghiệp mà phục vụ cho công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may không? Theo tôi biết, nhà nước có chỉ đạo chung đối với các địa phương là cần có những tạo điều kiện để có thể phát triển các cái dự án của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, kể cả đó một số cái doanh nghiệp FDI mà có khả năng. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có những cái chương trình, vừa qua thông qua cái chương trình gọi là phát triển các công nghiệp hỗ trợ đối với các doanh nghiệp dệt may. Thì riêng Hội Dệt may cũng đã đề xuất thành lập cái trung tâm nguyên phụ liệu để tập hợp cho được các cái đầu mối cung ứng cái nguyên phụ liệu để đáp ứng nhanh các yêu cầu của các doanh nghiệp. Thì tôi đây nghĩ là những cái hiện tượng tích cực cho cái tương lai sắp tới. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Số người nước ngoài mua nhà sau ngày 1 tháng 7 không tăng như kỳ vọng. Tôi không rõ lắm về thủ tục việc chuyển tiền qua ngân hàng được thực hiện như thế nào. Người nước ngoài chưa cảm thấy chắc chắn liệu tài sản của họ có được bảo đảm hay không, họ được sở hữu trong bao lâu. Người nước ngoài còn gặp khó khăn về thủ tục hay do thị trường bất động sản Việt Nam chưa đủ hấp dẫn so với khu vực. Những hình ảnh về cuộn sushi dài nhất Việt Nam với chiều dài 13m, gồm có 6 loại sushi khác nhau. Cuộn sushi này được các đầu bếp tại nhà hàng Sore thực hiện trong thời gian 5 tiếng đồng hồ. Xin được chuyển sang một thông tin về du lịch. Sau thời gian bị bỏ hoang và xuống cấp nghiêm trọng, công trình Dinh 1 tại Đà Lạt đã chính thức mở cửa cho khách tham quan miễn phí đến hết tháng này. Sau thời gian được công ty Hoàng Cầu Đà Lạt trùng tu với kinh phí khoảng 100 tỷ đồng, công trình Dinh 1 tại Đà Lạt đã chính thức mở cửa cho khách tham quan miễn phí đến hết tháng 9 năm 2015. Đến tháng 10, công trình sẽ thu 50% giá vé niêm yết và chấm dứt khuyến mãi thu vé bình thường kể từ tháng 11 năm nay. Dinh 1 nằm trên đường Trần Quang Diệu, thành phố Đà Lạt, tọa lạc giữa rừng thông với khuôn viên là 18 hectare.
Dinh mang phong cách kiến trúc châu Âu cổ kính do triệu phú người Pháp là ông Robert Clement Boucherie cho xây dựng khoảng năm 1940 của thế kỷ trước với quy mô một tầng hầm, một trệt, một lầu với tổng cộng là 12 phòng. Dinh một cũng từng là nơi làm việc của vua Bảo Đại và quan chức dưới quyền. Vào ngày 20 tháng 9 vừa qua, trung tâm thương mại SC VivoCity đã chính thức làm lễ khai trương sau 5 tháng mở cửa hoạt động. Sự kiện đã thu hút khá đông đảo khách tham dự và hàng loạt các thương hiệu mới mở cửa nhân ngày khai trương chính thức. Đây là không khí buổi lễ khai trương chính thức trung tâm thương mại SC VivoCity sáng ngày 20 tháng 9, có khá đông khách tham dự sự kiện. Theo thống kê của SC VivoCity, kể từ khi mở cửa hoạt động từ ngày 19 tháng 4, bình quân mỗi tháng trung tâm này đón khoảng 700.000 lượt khách. Số lượng khách được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng theo thời gian khi có thêm hàng loạt các nhà bán lẻ kinh doanh tại trung tâm này, trong đó bao gồm nhiều thương hiệu quốc tế lần đầu có mặt tại Việt Nam như là IMAX, Lisui, Koi, Topshop, Topman, v.v. Đặc biệt chuẩn bị có thêm hai thương hiệu quốc tế là Hamley và Penshop. SC VivoCity do liên doanh công ty cổ phần đầu tư phát triển Sài Gòn Co-op SCID của Việt Nam và tập đoàn Mapletree của Singapore đầu tư. Trung tâm cũng là hợp phần đầu tiên của dự án Sài Gòn South Place, khu phức hợp thương mại 4,4 hectare tại quận 7. Đây được coi là một trong những điểm mua sắm và giải trí được yêu thích tại Thành phố Hồ Chí Minh gần đây với dịch vụ đa dạng, hiện đại và thiết kế thông minh. Mới đây, trung tâm thương mại này cũng vừa đoạt giải trung tâm thương mại có kiến trúc đẹp nhất Architect Mall tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam năm 2015. Chúng tôi đã cố gắng mang càng nhiều càng tốt kinh nghiệm từ VivoCity tại Singapore vào dự án. Thiết kế của trung tâm thương mại làm sao khiến cho khách hàng có thể dễ tiếp cận nhất. Tất cả các hàng hóa dịch vụ được trưng bày sao cho bắt mắt nhất. Khi bước vào trung tâm, khách có thể nhìn thấy mọi thứ mà mình mong muốn. Không những thế, chúng tôi còn thiết kế cấu trúc tòa nhà và sử dụng các thiết bị sao cho tiết kiệm năng lượng nhất như hệ thống nhà vệ sinh, hệ thống đèn, hệ thống điều hòa, v.v. Đó cũng là cách mà chúng tôi có thể đóng góp vào mục tiêu tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam. Hiện tổng tỷ lệ cho thuê sàn tại SC VivoCity chiếm đến 84% tổng diện tích mặt sàn của trung tâm, tương đương khoảng 41.000 m2, bao gồm các khu vực mua sắm, trò chơi giải trí, rạp chiếu phim, ẩm thực, thời trang, giáo dục, v.v. với hơn 150 cửa hàng trên 5 tầng. Thưa quý vị, là một phần quan trọng trong hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN, hội nhập thị trường tài chính không chỉ mở ra cho doanh nghiệp cơ hội mà còn có cả nhiều thách thức lớn. Để tìm ra phần nào kiến giải cho mục tiêu này, buổi hội thảo về chủ đề sẽ được diễn ra tại Đại học Kinh tế Luật thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 9 tới. Cuộc hội thảo diễn ra vào ngày 26 tháng 9 tới tại Đại học Kinh tế Luật sẽ mở ra một bức tranh tổng thể về những chuẩn bị cũng như tác động đối với doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào quá trình hội nhập tài chính khu vực. Trong đó có loại hình doanh nghiệp khá đặc biệt là ngân hàng. Đây cũng là dịp để giới doanh nghiệp, những nhà nghiên cứu, nhà kinh tế cùng nhà hoạch định chính sách tài chính tiền tệ cùng ngồi lại và trao đổi về nhiều điểm nóng như chương trình bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên để giữ chân người lao động, thực trạng hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long hay cơ hội nào cho lao động ngành kế toán kiểm toán Việt Nam khi hội nhập vào ASEAN. Thưa quý vị, nguyên tắc xuất xứ của các hiệp định thương mại đặt ra cho ngành sợ Việt Nam là một động lực phát triển rất lớn. Đón đầu cơ hội làn sóng dịch chuyển đơn hàng từ Trung Quốc qua Việt Nam, trong tuần qua công ty sợi Thế Kỷ đã mở rộng nhà máy ở chi nhánh Trảng Bàng nhằm đáp ứng nhu cầu to lớn của thị trường về sản phẩm sợi microfilament DTY cao cấp. Tại buổi khánh thành nhà máy Trảng Bàng 3, ông Đặng Triệu Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc công ty sợi Thế Kỷ cho biết, tính đến thời điểm tháng 9 năm 2015, nhà máy Trảng Bàng 3 đã hoàn tất việc xây dựng nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị với tổng vốn đầu tư là 735 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 15.000 tấn sợi BOY và 15.000 tấn sợi DTY mỗi năm. Tôi tin tưởng rằng là các cái việc đưa vào khánh thành nhà máy giai đoạn 3 của sợi Thế Kỷ đưa tổng công suất lên 52.000 tấn và sắp tới là giai đoạn 4 lên 8.000 tấn, nữa là 60.000 tấn. Thực sự sẽ đóng góp rất tích cực vào việc đáp ứng cái nhu cầu sợi filament phải sản xuất trong nước để cung ứng cho hàng xuất khẩu. Ông Giang cho biết thêm nhu cầu sợi polyester của thị trường trong thời gian tới là vô cùng lớn, nhưng cơ hội chỉ đến với những công ty biết đầu tư công nghệ hiện đại. Nắm bắt được điều đó, sợi Thế Kỷ đã đầu tư dàn máy sản xuất hiện đại với hệ thống điều khiển trung tâm BOC của nhà cung cấp Oerlikon Barmag của Đức. Đây là công nghệ quản lý sản xuất tiên tiến trên thế giới, kết nối được toàn bộ các dây chuyền sản xuất với hệ thống điều hành trung tâm thông minh, đồng thời tích hợp được với hệ thống quản lý nhân lực ERP SAP của công ty để cung cấp cơ bản phân tích báo cáo đa chiều. Sợi Thế Kỷ còn đầu tư máy móc công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường với công nghệ spinning wheels đời mới nhất. Điểm nổi bật của nhà máy mới là dàn máy DTY xuống sợi tự động, giúp công ty sản xuất các sản phẩm chất lượng rất cao và phát triển thêm sản phẩm mới.
Nhờ tốc độ sản xuất cao và tự động hóa, sợi thế kỷ có thể tự tin đón đầu cơ hội ngành sợi Việt Nam trước thềm hội nhập quốc tế. Đội bóng Dortmund đã giành chiến thắng áp đảo trước đối thủ nặng ký là Bayer Leverkusen với tỷ số 3-0 trong khuôn khổ giải Bundesliga vào Chủ nhật hôm qua. Tuy khi thế áp đảo của Dortmund có giảm bớt sau khi ghi được bàn thắng đầu tiên, thế nhưng Dortmund vẫn hoàn toàn kiểm soát trận đấu và không để Leverkusen có bất cứ cơ hội nào để ghi được bàn thắng danh dự. Trận thắng Leverkusen là một bước đệm lớn cho Dortmund thêm tự tin và sức mạnh trước trận gặp Bayern Munich vào cuối tuần tới. Cựu chủ tịch Hội đồng Cricket Quốc tế ICC, ông Jack Mohan Damia đã qua đời tại một bệnh viện tư nhân ở Kolkata vào ngày Chủ nhật hôm qua 20 tháng 9. Ban lãnh đạo và điều hành Cricket Ấn Độ BCCI cho biết, ông Damia được đưa vào bệnh viện sau một cơn đau tim nặng vào thứ năm tuần trước. Tuy các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được vị chủ tịch tài ba này. Damia là người được ví như đã mang lại sức sống mới và giúp cho nền thể thao Cricket của Ấn Độ phát triển vượt bậc. Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee, Thủ tướng Narendra Modi cũng đã chia sẻ nỗi đau mất mát trên trang cá nhân của mình. Tây Ban Nha đã giành chức vô địch châu Âu lần thứ 3 của họ sau chiến thắng với tỷ số 80-63 trước Lithuania trong trận chung kết vào ngày hôm qua tại thành phố Lille của Pháp. Với chiến thắng tại giải vô địch bóng rổ châu Âu năm nay, Tây Ban Nha sẽ vào thẳng vòng trong tại Olympic vào năm sau mà không phải thi đấu vòng loại với 24 đội tham dự khác. Trước đó vào sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 9, đội chủ nhà Pháp cũng đã giành vị trí thứ 3 sau khi đánh bại Serbia với tỷ số 81-68 trong trận playoff. Tay vợt Steve Dacic người Bỉ đã làm tất cả khán giả ngạc nhiên bằng chiến thắng của mình trước tay vợt Federico Debonis người Argentina với tỷ số chung cuộc 6-4, 2-6, 7-5, 7-6. Như vậy, Dacic đã giành cho mình chiếc vé đầu tiên vào trận chung kết tại giải quần vợt Davis Cup năm nay. Niềm hân hoan hiện rõ trên khuôn mặt của Dacic và các khán giả đang reo hò cổ vũ trên khán đài dành cho anh ở khoảnh khắc chiến thắng. Như vậy, sau hơn gần một thế kỷ, người Bỉ đã xuất hiện trở lại tại chung kết Davis Cup, nơi mà lần cuối cùng vào năm 1904 họ đã bị đánh bại và nhường chiếc vô địch cho người Anh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với phần tin tức của bản tin FBNC tối nay qua những tin tức nổi bật về kinh tế thế giới. Phố Wall giảm điểm trong phiên giao dịch cuối tuần qua. Trừ Shanghai, nhiều chỉ số chứng khoán tại thị trường châu Á giảm điểm phiên giao dịch đầu tuần.